Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, ngày 1 tháng 9, tại di tích lịch sử Bến Phà Quản Hào, huyện Quảng Ninh đã long trọng tổ chức lễ hội đua thuyền truyền thống năm 2022 và đón nhận bằng di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đua thuyền truyền thống trên sông Nhật Lệ. Dự lễ hội có đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Trần Hải Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo cả sở ban ngành địa phương và đông đảo người dân địa phương, con em quê hương ở mọi miền Tổ quốc. Lễ hội đua thuyền truyền thống trên sông Nhật Lệ là một nét đẹp trong đời sống văn hóa và hoạt động thể thao của người dân huyện Quảng Ninh, được khơi nguồn và phát triển từ hơn 500 năm nay. Từ hồi bơi đua cầu mưa, cầu đảo, cầu ngư, với mong muốn cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, cuộc sống bình yên. Thi đua so tài sức trai sức gái để chuẩn bị ứng phó với mưa bão, chế ngừ thiên nhiên. Trước cách mạng tháng 8, lễ hội được tổ chức 6 năm một lần, hay còn gọi là lục niên cành đổ. Sau ngày cách mạng tháng 8 năm 1945 thành công, ngày 2 tháng 9 năm 1946, mừng nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa tròn một tuổi, lần đầu tiên nhân dân Quảng Ninh tổ chức đua thuyền mừng Tết độc lập. Ngày 2 tháng 9 năm 1975, huyện Quảng Ninh tổ chức đua thuyền trên sông Nhật Lệ, và từ đó trở đi, nhất là từ sau tái lập huyện, hàng năm cứ đến dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9, huyện lại tổ chức hội đua thuyền gắn với mừng Tết độc lập. Trải qua những giai đoạn lịch sử của dân tộc, của vùng đất, lễ hội đua thuyền truyền thống huyện Quảng Ninh cũng đi qua những bước thăng trầm phát triển và thay đổi để phù hợp với bối cảnh lịch sử, nhưng vẫn luôn giữ được nét đẹp văn hóa truyền thống đậm đà bản sắc địa phương. Với những giá trị tiêu biểu ấy, ngày 12 tháng 1 năm 2022, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã công nhận lễ hội đua thuyền truyền thống trên sông Nhật Lệ là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, đồng chí Hồ An Phong, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đã trao bằng di sản văn hóa phi vật thể đua thuyền truyền thống trên sông Nhật Lệ cho huyện Quảng Ninh. Cũng trong dịp này, đồng chí Phan Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đã trao bằng khen cho hai tập thể đã có nhiều đóng góp trong việc gìn giữ, bảo tồn và phát huy các giá trị lễ hội đua thuyền truyền thống huyện Quảng Ninh. Thưa quý vị và các bạn, ngay sau chương trình khai mạc lễ hội đua thuyền truyền thống và đón nhận bằng di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đua thuyền trên sông Nhật Lệ huyện Quảng Ninh, thì các đội đua đã tập trung tại điểm xuất phát và có thể thấy rằng rất đông người dân trong và ngoài huyện có mặt dọc hai bên bờ sông để cổ vũ tinh thần cho các thuyền đua. Năm nay, tham gia lễ hội có 21 thuyền đua của 13 xã thị trấn gồm 12 thuyền nam và 9 thuyền nữ với 680 vận động viên. Thuyền đua nữ tham gia thi đấu một lượt với cự ly 7,5 km. Đối với thuyền đua nam được chia thành hàng A và hàng B để tham gia thi đấu vòng chung kết với cự ly đường đua 15 km. Các đội thi đấu với tinh thần hào hứng phấn khởi trong sự cổ vũ nhiệt tình của đông đảo bà con nhân dân. Không khí nó rất là phấn khởi náo nức, mọi người dân đồng tình cổ vũ. Buổi sáng hôm nay tuy thời tiết nó hơi nắng oi bức nhưng mà người dân đến đây rất sớm và họ chờ được cuộc đua thuyền diễn ra thành công và tốt đẹp. Hôm nay là rất là đông, mà cũng may cái dịp là có lễ hội, thì anh cảm thấy rất là vui. Và năm sau không biết là có tổ chức nữa không, thì anh sẽ cố gắng anh sắp xếp anh ra đây chơi. Ở bên anh thì có cái lễ hội đua voi chẳng hạn, cũng có đua thuyền trên sông nhưng mà không đông như này. Sau 2 năm không tổ chức do ảnh hưởng của dịch COVID-19, năm nay lễ hội đã thu hút đông đảo những người con của huyện Quảng Ninh hiện đang sinh sống và làm việc trên khắp mọi miền của Tổ quốc cũng trở về tham dự để được sống trong không khí náo nức của lễ hội đua thuyền truyền thống trên sông Nhật Lệ. Sau cái COVID mà bây giờ ban tổ chức là lễ hội tổ chức cái này chúng tôi thấy là rất hoành tráng và nói là rất chu đáo, từ khâu là coi đón tiếp đại biểu rồi là đến cái khâu là tổ chức các cái vòng loài, rồi các cái nói chung là đảm bảo an ninh trật tự, rồi đến các cái nhất là các cái vận động viên là hào hứng tích cực và dốc hết cái khả năng của mình để là cống hiến cho khán giả. Từ lâu, lễ hội đua thuyền truyền thống có ý nghĩa rất lớn trong đời sống văn hóa tinh thần của người dân huyện Quảng Ninh. Thông qua những hoạt động văn hóa tín ngưỡng độc đáo có quy mô lớn, thu hút đông đảo cộng đồng và du khách tham gia,
không chỉ nhằm bảo tồn những giá trị truyền thống, bản sắc văn hóa của dân tộc, mà còn góp phần đẩy mạnh các hoạt động du lịch, tạo động lực phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Mà huyện không tổ chức lễ hội do dịch bệnh, thì năm nay khi tổ chức lễ hội ban đầu chúng tôi rất lo. Tuy nhiên sau khi triển khai thì thấy rằng không khí phấn khởi của bà con nhân dân trong toàn huyện là hết sức là khí thế, và hầu hết các xã, các thôn đều tham gia rất tích cực từ việc luyện tập, tham gia đóng góp, ủng hộ để các xã, các thôn cũng như ở huyện là chuẩn bị rất đầy đủ, rất chú đáo các điều kiện cho lễ hội. Có thể khẳng định năm nay trở lại sau 2 năm không tổ chức thì lễ hội đã nâng lên một tầm mới. Còn nên xác định trong những năm tới thì phát triển dịch vụ du lịch, nhất là dịch vụ du lịch gắn với biển, gắn với sông là một thế mạnh, là hướng đi mới của huyện. Trong đó lễ hội truyền thống gắn với việc nâng tầm lễ hội thì chúng tôi sẽ tăng cường thêm các hoạt động trong các chuỗi sự kiện nhân dịp lễ hội vào dịp Quốc khánh 2/9. Trong đó sẽ tiếp tục để bổ sung vào các hoạt động như khám phá dọc sông Nhật Lệ, sông Kiến Giang, sông Long Đại, lên núi Phá Hạc Hải, lên núi Thần Đinh, thác Tam Lu, rồi là khai thác các cái thế mạnh du lịch ở Trường Xuân, Trường Sơn. Kết thúc lễ hội đua thuyền truyền thống huyện Quảng Ninh, ban tổ chức đã trao các giải nhất, nhì, ba cho các đội thuyền ở các nội dung thi đấu, trong đó ở hạng A thuyền đua nam, giải nhất thuộc về đội xã Hải Ninh, giải nhì đội thị trấn Quản Hầu, đội xã Hiền Ninh đạt giải ba. Ở nội dung hạng B thuyền đua nam, giải nhất xã Vĩnh Ninh, giải nhì thuộc về đội xã Hàm Ninh, giải ba đội Gia Ninh. Ở nội dung thuyền đua nữ, ban tổ chức đã trao giải nhất cho xã Hiền Ninh, giải nhì cho Vĩnh Ninh, giải ba cho xã Duy Ninh. Ban tổ chức cũng đã trao các giải khuyến khích cho các thuyền đua của các đơn vị khác. Là đi đua thuyền truyền thống của huyện Quảng Ninh, thì bản thân tôi đội trưởng cùng dắt dìu anh em tập luyện khá lâu để cho đạt kết quả cao. Thì hôm nay được giải nhất thì cùng anh em được xứng đáng những gì đã tập luyện mấy ngày qua. Là quan trọng nhất là động lực và đoàn kết của anh em là giải sức mạnh chiến thắng. Sự thành công của lễ hội đua thuyền truyền thống trên sông Nhật Lệ, huyện Quảng Ninh hàng năm sẽ là động lực, là sự tiếp nối giá trị truyền thống văn hóa mà cha ông để lại. Với trách nhiệm và lòng tự hào, Đảng bộ và nhân dân huyện Quảng Ninh luôn quyết tâm gìn giữ, bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể quốc gia với ý nghĩa vốn có của lễ hội.